Con ơi, con hát chung với cha đi. Tại vì con thuộc hình cha. Rồi giờ con hát trước ha. Trong cái bài hát là cha hát trước mà. Ủa vậy hả? Trời ơi. Không có nhớ lời mọi người ơi. Rồi vô. Một thằng hai mấy lớn bận thì chẳng có thứ chi quan trọng. Một lần ta lỡ chơi ngông, mình phải ngông muốn như không. Đời mình như thế thôi xong. Con với cha hai tay cho trò chơi đặt cược từ 1 đến 10 bất động, đếm ngược thời gian xem ai sẽ thắng. Cho con mình chắc chắn sẽ có người sẽ thua. 2, 3, 4, 5 nhắm cái mắt thật chặt, cuộc đời im bặt. Sau 7, 8, 9, 10 bật dậy mình cười như cái lúc trời chơi. Cha sẽ lên làm vua và con làm công chúa. Để thế giới cha hình tròn, dù của cha có bao mòn, vì mấy thứ mất và còn cha thay con mà tính toán. Sơn mai này ra sao, trời vẫn trên cao cha à. Cầm lấy tay con là quà, đi nơi đâu cũng là nhà. Con không phải con chúa cha đồng đồ, trong cuộc đua này con thỏ cha luôn. Vì con mà cha thành một mai thành kẻ mạnh, cho chơi sinh tán luôn, cho chơi một hôm cho cái này khó quá. Cái cặp đôi song ca này đi hát với nhau được nhiều không mà sao thấy nó lủng củng quá vậy nè. Và các bạn ơi, đó là cái bài hát chủ đề trong nhạc phim của chúng ta. Ở đây sau có một cái game nhỏ nhỏ dành cho mấy bạn khán giả đang có mặt trên xe nha. Bạn nào mình kiếm một couple đi, mình cũng kiếm là một đội hai người nha. Đội nào mình lên trên đây hát cover lại được cái bài này, mình sẽ có lời bài hát cho mấy bạn nha. Kêu được biết theo cái giai điệu của mấy bạn mà ai mà hát hay á thì sẽ nhận được đội đó là 10 chiếc vé đi xem phim, 10 chiếc vé rồi nha cả nhà, đủ để cho cả gia đình của mình đi coi luôn. Không biết là mấy bạn như thế có ai xuống không hả? Lời bài hát có rồi, mình lên được kêu đời biết thôi. Cả nhà ơi, sao cần những cái tay của các bạn nào? Có một anh ở dưới à, xin mời anh. Dạ. Dạ đúng rồi, anh mới giơ tay á. Ủa? Không phải là anh bên đoàn mình. Không phải anh. Ô rồi, vậy là bạn nào nè? Bạn nào xung phong lên đây, mình cover lại bài hát này nè cả nhà, mình có nhạc, mình có lời bài hát luôn. Mạnh dạn lên cả nhà ơi, 10 chiếc vé xem phim lận nha. Dễ thì ở ngoài hai anh em đã chơi thân rồi thì vào đó cũng nó dễ vô hơn. Vậy thì
cái điều nào là nó sẽ khác nhau và cái điều nào nó sẽ giống nhau? Cái điểm khác biệt nhất giữa Quỳnh Phương và Tám Bánh là ở ngoài Phương rất là sợ con nít, rất là không gia ít lệ gần con nít lắm, còn ở trong Phương là một người thương con nít, người quý con nít, tối ngày chơi với con nít, cái đó là điểm khác biệt nhất.